Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc máy in nhiệt HBRT N43BT, một thiết bị nhỏ gọn phù hợp cho các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ hay những ai đang kinh doanh online tại nhà. HBRT N43BT sở hữu thiết kế vô cùng nhỏ gọn với khối lượng chỉ 0,44kg. Bạn có thể đặt máy tại bất kỳ đâu trên bàn hay trong văn phòng mà không lo tốn quá nhiều diện tích. Máy mang tổng thể màu trắng với chất lượng nhựa cứng cáp kết hợp cùng các đường nét bo cong tại các góc tạo thành khối vuông vức, tinh tế. Mặt trên của máy gồm có nút nguồn tắt mở, nút fit để trả giấy cùng đèn hiển thị trạng thái hoạt động. Để mở máy, bạn nhấn vào nút open nằm ở phần hông bên phải của máy. Tại đây, chúng ta có thể thấy con lăn cuộn giấy, còn đầu in thì nằm ở phía trên và thanh trượt cùng cần gạt hỗ trợ thao tác thu nhỏ hoặc kéo ra cho vừa kích cỡ giấy. Chiếc máy in này tương thích với giấy in nhiệt có khổ từ A6 trở xuống, phù hợp để in các loại tem nhãn, phiếu giao hàng hay hóa đơn với nhiều kích thước khác nhau. Về kết nối, máy in sử dụng dây cáp USB để kết nối với máy tính. Bạn có thể cài đặt driver của máy vào máy tính bằng cách tải driver trên trang web của hãng. Địa chỉ trang web mình sẽ đặt ở trên màn hình. Máy tương thích đa dạng hệ điều hành như Windows, macOS hay Linux. Bên cạnh đó, với khả năng kết nối Bluetooth, bạn có thể kết nối và in thông qua ứng dụng Here Label. Tại góc phải màn hình, bạn chọn không kết nối, rồi chọn thêm thiết bị. Tìm mã máy in N43BT và chọn kết nối. Thông qua ứng dụng, bạn còn có thể tùy chọn in tài liệu hoặc ảnh có sẵn trên máy. Đồng thời, ứng dụng này còn cho phép chúng ta tùy chọn tỷ lệ, độ đậm màu cho bản in. Máy có chất lượng in 203 dpi, thế nên chi tiết từ văn bản, hình ảnh đến mã vạch tương đối sắc nét. Đồng thời, tốc độ in của máy cũng khá ấn tượng, đạt đến 100mm/giây, bạn sẽ không cần phải chờ đợi quá lâu dù in số lượng lớn. Hiện tại, ở thời điểm tháng 9 năm 2024, mẫu máy in HBRT N43BT đang có giá là 1.150.000 đồng. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều video về sản phẩm khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!